안녕하세요, 여러분. 저는 아리랑 토픽 대표 강사 팜하두라고 합니다. Xin chào tất cả các bạn. Mình xin phép được tự giới thiệu, mình là Phạm Hà Thu. Mình rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn trong khóa học luyện thi Topic sơ cấp 1 và 2. Thông qua khóa học này thì mình cũng như là khóa học Adirang hy vọng rằng sẽ giúp đỡ các bạn có thể đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi Topic sơ cấp 1 và 2. Vậy thì trước khi bắt đầu bước vào những cái bài giảng liên quan đến các câu hỏi này, cũng như các từ mới, từ vựng và cách giải quyết các câu hỏi ra sao, thì chúng ta sẽ phải cùng nhau tìm hiểu xem Topic tức là kỳ thi năng lực tiếng Hàn nghĩa là gì. Kỳ thi này thì được chia ra làm các cấp như thế nào và những dạng đề thường xuất hiện trong dạng Topic sơ cấp 1 và 2 là những dạng đề như thế nào nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ qua xem topic kỳ thi năng lực tiếng Hàn là kỳ thi như thế nào. Đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu xem kỳ thi năng lực tiếng Hàn là kỳ thi do ai tổ chức. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn là kỳ thi do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc đứng ra tổ chức hàng năm và đối tượng dự thi là những người nước ngoài, những kiều bào Hàn Quốc là những người mà không sử dụng tiếng Hàn như thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Như chúng ta chẳng hạn, đúng không ạ? Chúng ta là người Việt Nam với những các bạn nước khác như là Trung Quốc này, những các bạn người Thái Lan hay người Mỹ chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì là những người mà không sử dụng tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ của mình thì đều có thể tham dự kỳ thi này để lấy chứng chỉ về về tiếng Hàn. Ở Hàn Quốc thì Topic được tổ chức làm 6 lần trong một năm và các tháng là tháng 1 này, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 10 và tháng 11. Và những tháng này thì chúng ta sẽ có thể thi ở Hàn Quốc. Còn với như chúng ta ở Việt Nam thì Topic được tổ chức 5 lần trong một năm, tức là ít hơn Hàn Quốc một lần đúng không ạ? Vào các tháng 4, 5, 7, 10 và 11. Kỳ thi tháng 1 là kỳ thi chỉ tổ chức tại Hàn Quốc. Thường thì kỳ thi này sẽ có kết quả vào khoảng sau khoảng một tháng hoặc hơn một tháng gì đó. Và khi mà có kết quả rồi thì đây sẽ là kỳ thi mà giúp những cái bạn du học sinh như mình chẳng hạn có chứng chỉ Topic để có thể nhập học vào những trường học vào kỳ mùa xuân, tức là kỳ tháng 3 ở Hàn Quốc. Thời gian đăng ký và địa điểm thi gần nhất thì các bạn có thể tham khảo trên trang web chính thức của kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topic ở trang web topic.go.kr. Đây là trang web chính thức của kỳ thi Topic tại Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể tham khảo trang web ở Việt Nam. Tại vì sao? Ở Việt Nam thì có hai địa điểm chính được tổ chức kỳ thi Topic là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thì có thêm thành phố nào hay không thì mình có thể là mình cũng chưa nắm rõ lắm. Thế nhưng mà ở Việt Nam hiện tại cũng đã có kỳ thi Topic rồi. Thế nên là với những bạn mà có mong muốn đạt được chứng chỉ về năng lực tiếng Hàn thì có thể đăng ký thi tại Việt Nam cũng được. Rồi, chúng ta đã hiểu được thế nào là kỳ thi năng lực tiếng Hàn đúng không nhỉ? Là do ai tổ chức và đối tượng thi là ai rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là cái kỳ thi này được chia ra làm các cấp độ như thế nào và các cấp độ đấy thì đánh giá ra làm sao, mức điểm như thế nào. Thì topic được chia ra làm hai loại lớn là topic 1 lớn và topic 2 lớn. Topic 1 lớn thì lại được chia ra làm hai cấp nhỏ là cấp độ 1 và cấp độ 2. Như bài giảng, như khóa học mà chúng ta sẽ học sẽ là liên quan đến topic 1. Khóa học mà chúng ta sẽ học là topic 1, tức là sẽ là cấp 1 và cấp 2 đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cấp nữa là cấp topic 2, loại 2, loại lớn ấy ạ. Loại 2 lớn là topic 2 lớn, được chia ra làm 4 cấp. Các bạn nhớ chưa, là những 4 cấp đúng không nhỉ? Là cấp 3, cấp 4, cấp 5 và cấp 6. Ở đây, nếu mà đánh giá về điểm thì tớ sẽ phải chú trọng cho các bạn một điều rằng đề thi topic 1 và đề thi topic 2, đề thi topic 1 lớn và đề thi topic 2 lớn là hai đề hoàn toàn khác nhau. Đề thi topic 2, 1 lớn tối đa là 200 điểm. Tối đa là 200 điểm. Còn với đề thi của topic 2 lớn, tối đa chúng ta sẽ có là 300 điểm. Hai đề thi này thì khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn nhá. Thế nên là ở Hàn Quốc thì như mình đã từng đi thi thì mình thấy là topic 1 sẽ được tổ chức thi vào buổi sáng. Và topic 2 sẽ được tổ chức thi vào buổi chiều. Rồi, và các bạn nhìn ở đây chúng mình thấy này. Với điểm tối đa ở topic 1 là 200 thì cấp 1 sẽ được tính là từ 80 đến 139 điểm. Tức là những bạn mà đạt được số điểm trong khoảng từ 80 đến 139 sẽ được một cái chứng chỉ là topic 1, topic cấp 1 đấy ạ. Rồi, với những bạn đạt được điểm số cao hơn, tức là từ 140 đến tối đa là 200 thì sẽ được đánh giá là topic 1 cấp 2, tức là topic sơ cấp 2 đấy ạ. Với những bạn mà có điểm số dưới 79 điểm thì sẽ tính là trượt và không được cấp chứng chỉ. Ở trình độ topic 2 lớn, chúng ta sẽ có cấp 3 là từ 120 đến 149 điểm trên 300 nhé.
nhớ là phải xét trên hệ thang điểm là bao nhiêu. Bởi vì ạ, topic 1 lớn thì hệ thang điểm là 200, nhưng với topic 2 lớn thì hệ thang điểm của nó là 300 cơ. Ở cấp 3 thì chỉ cần được từ 120 đến 149 điểm chúng ta sẽ được cấp một cái chứng chỉ là topic 2 cấp 3. Ở cấp 4 là từ 150 đến 189 điểm. Cấp 5 là từ 190 đến 229 điểm. Và cấp 6 là từ 230 đến điểm tối đa là 300 điểm. Với những bạn có số điểm dưới 120 điểm, tức là từ 119 điểm đổ xuống ạ, thì sẽ bị tính là trượt. Vậy thì chúng ta sẽ phải hiểu nó như thế nào. Cấp 1 và cấp 2 ở đây chúng ta sẽ có là sơ cấp. Đây là trình độ sơ cấp. Cấp 3, cấp 4 chúng ta sẽ có là trình độ trung cấp. Cấp 5, cấp 6 ở đây sẽ là trình độ cao cấp. Đây là cách chia. Với những bạn mà đạt được những trình độ cao cấp thì thực sự là có thể đánh giá là như là người bản địa. Họ có thể sử dụng ngôn ngữ để có thể nghiên cứu, để học tập chuyên sâu hơn. Còn với khóa học của chúng ta ngày hôm nay, bắt đầu khóa học này thì sẽ là topic 1 lớn, tức là topic ở toàn bộ là trình độ sơ cấp. Thì các bạn có thể thấy là topic sơ cấp thì chúng ta sẽ có thể sử dụng như thế nào, và những người đạt được topic sơ cấp thì được đánh giá ở mức độ ra sao. Chúng ta cùng xem nhé. Ở đây trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là cái thời gian đi thi sẽ là tính như thế nào. Như mình đã nói lúc nãy thì ở Hàn Quốc topic 1 lớn sẽ thi vào buổi sáng, và nó chỉ có một tiết thi duy nhất thôi, đó là tiết 1. Tiết 1 này thì sẽ diễn ra cả hai phần nghe và đọc. Ở trình độ sơ cấp chúng ta chỉ có nghe và đọc mà thôi. Ở nghe chúng ta sẽ có 30 câu hỏi, và ở phần đọc chúng ta sẽ có 40 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có một cái thang điểm khác nhau để đánh giá. Tổng điểm là từ 0 đến 200 điểm. Thời gian làm bài nghe là 40 phút. Với thời gian làm bài nghe thì người ta sẽ bật một cái đĩa nghe cho các bạn, và các bạn sẽ nghe toàn bộ trong vòng 40 phút, và hết 40 phút là các bạn sẽ phải dừng lại và chuyển sang làm đề đọc. Giữa hai quá trình này chúng ta sẽ không có thời gian nghỉ, hoàn toàn không có thời gian nghỉ. Rồi, tiếp theo, với topic 2 lớn, tức là topic ở trình độ trung cấp và cao cấp, thì sẽ được chia ra làm hai tiết thi, là tiết 1 và tiết 2. Giữa hai tiết này sẽ có một quãng thời gian để nghỉ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở trình độ trung cấp và cao cấp, ngoài nghe và đọc chúng ta còn có thêm phần viết nữa. Phần viết này thì được đánh giá rất là cao để có thể xác định được bạn là trung cấp hay cao cấp. Tuy nhiên là khóa học này của chúng ta đang dạy về sơ cấp đúng không nhỉ? Thế nên mình chỉ khái quát qua cho các bạn topic 2 thôi nhá. Topic 2 thì tiết đầu tiên chúng ta sẽ có nghe và có viết. Nghe và viết. Phần nghe sẽ diễn ra trong vòng 60 phút và phần viết sẽ diễn ra trong vòng 50 phút. Với đề nghe chúng ta có 50 câu, mỗi câu sẽ được tính là 2 điểm. Với phần viết thì chúng ta sẽ có 4 câu, được chia ra làm câu 51, 52, 53 và 54. Bởi vì chúng ta sẽ có như thế này, 51, 52 là những câu cơ bản nhất dành cho những bạn học mới trung cấp, 53 thì là những bạn học trung cấp và cao cấp một chút. Còn riêng với câu cuối cùng sẽ được điểm đánh giá cao nhất là câu 54, thì sẽ là câu mà đánh giá ở mức độ cao cấp nhất, bởi vì nó sẽ là một đoạn văn rất là dài, yêu cầu các bạn viết một đoạn văn nghị luận rất là dài. Thì đó là phần viết được chia ra làm 4 câu. Tổng điểm của phần nghe và phần viết mỗi phần là 100 điểm. Phần đọc diễn ra ở tiết thứ 2. Giữa hai tiết này sẽ có một kỳ nghỉ để các bạn có thể nghỉ này, có thể ra ngoài nghỉ ngơi một chút, và bắt đầu tiết 2 với phần đọc diễn ra trong vòng 70 phút. 50 câu, mỗi câu cũng sẽ được tính là 2 điểm và tổng điểm cũng sẽ là 100. 3 phần của phần topic 2 này thì có mức điểm tối đa là bằng nhau 100, cộng vào chúng ta sẽ có một số điểm tối đa là từ 0 đến 300 điểm. Với mức độ topic 2 này thì chúng ta sẽ phải có một vốn từ vựng khá là lớn, cũng như là một cái kho tàng ngữ pháp hiểu biết rất là nhiều rồi thì chúng ta sẽ có thể đạt được trình độ trung cấp và cao cấp này. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu học tiếng Hàn, ai cũng thế thôi ạ, chúng ta sẽ bắt đầu từ sơ cấp. Chính vì thế nên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là với cái topic 1 này, trình độ chia ra là sơ cấp 1 và sơ cấp 2 thì chúng ta sẽ được đánh giá như thế nào nhé. Chúng ta có với những thí sinh đạt được cấp 1 của topic 1 thì sẽ có thể đặt và thực hiện được các đoạn hội thoại cơ bản liên quan đến những kỹ năng cần thiết phải có trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày. Ví dụ như là chúng mình phải giới thiệu được tên mình này, giới thiệu được bản thân này, có thể đi mua hàng được này, có thể đặt được món ăn này, và ngoài ra thì cũng có thể hiểu được các nội dung liên quan đến các chủ đề
mà diễn ra thường xuyên trong cuộc sống rất là quen thuộc hàng ngày, ví dụ như là vấn đề về gia đình này, bản thân này, vấn đề về sở thích của bản thân này, các vấn đề về thời tiết, tức là những cái vấn đề mà diễn ra hàng ngày xung quanh mình, những vấn đề cực kỳ cơ bản. Là những bạn mà đạt được cấp 1 thì sẽ có thể hiểu được và cũng có thể giao tiếp được ở mức độ này. Với các bạn đạt được ở mức độ cao hơn một chút, tức là mức độ sơ cấp, ở cấp độ 2, topic 1, sơ cấp 2, thì sẽ có thể đặt và thực hiện được các cuộc hội thoại đơn giản. Nó không chỉ đơn giản là các cuộc hội thoại mà nhất thiết phải hiểu nữa, mà là bắt đầu những cái cuộc hội thoại nó cao cấp hơn một chút, nó đơn giản hơn nhưng mà nó lại khá hơn khá là nhiều so với các bạn ở cấp 1. Đó là liên quan đến các thói quen hàng ngày của mình này, hoặc là có thể bắt đầu nghe, nhận điện thoại cũng như là có thể nhờ người khác giúp đỡ, hoặc là khi mà tham gia vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, sử dụng các phương tiện công cộng chẳng hạn, thì chúng ta cũng bắt đầu có thể giao tiếp và nói chuyện một cách cơ bản nhất rồi. Đây là mức độ mà có thể giúp chúng ta sinh hoạt tại Hàn Quốc mà không gặp quá nhiều những cái sự vất vả, bởi vì chúng ta đã có thể hiểu được những cái giao tiếp cơ bản nhất rồi. Chính vì thế nên là khi mà bắt đầu học tiếng Hàn, mình không khuyến khích các bạn là ngay lập tức học lên cao, bởi vì cái gì cũng thế thôi. Chúng ta phải có gốc, đúng không nhỉ? Chúng ta phải có gốc thật là vững thì khi lên cao thì chúng ta mới có thể dễ dàng tiến lên được. Khi mà trình độ sơ cấp của chúng ta chưa vững mà học cao lên thì sau này chúng ta sẽ dễ dàng quên mất những cái cũ và chúng ta sẽ không thể nào mà tiến lên cao hơn nữa được, đúng không ạ? Vậy thì khóa học này của chúng ta sẽ giúp các bạn đạt được trình độ sơ cấp 1 hoặc 2 với những bạn mà chăm chỉ học này, học tập khá này thì rất là dễ dàng thôi, có thể đạt được trình độ ở trình độ cấp 2. Vậy thì cái bài thi của topic thì sẽ có những cái dạng đề như thế nào và khi đi thi chúng ta sẽ phải giải quyết nó ra làm sao? Thì chúng ta sẽ có như sau. Các dạng câu hỏi thường xuất hiện ở trong đề topic thì chỉ có hai dạng chính, như mình đã thấy chỉ có hai dạng chính. Một đó là dạng nắm bắt ý trọng tâm. Tức là sao? Tức là đọc câu hoặc đọc đoạn văn, nắm được ý trọng tâm để chọn đáp án đúng. Và thứ hai là điền từ vào ô trống. Dạng này là gì ạ? Tức là điền từ làm sao để hoàn thiện câu văn hoặc là hoàn thiện bài văn một cách hợp lý nhất. Đây là hai dạng chủ yếu và hầu như xuất hiện nhiều nhất trong dạng đề topic 1, trình độ sơ cấp 1 và 2. Hai dạng đề này thì có thể sẽ được chia ra làm những câu đơn rất là đơn giản ở những dạng câu đầu tiên, hoặc cũng bắt đầu có thể gộp vào thành một cái đoạn văn ngắn ở những câu phía cuối của đề thi, là những câu mà đánh giá xem ai là sơ cấp 1, ai là sơ cấp 2. Đây là hình thức phân loại một cách rõ ràng nhất, bởi vì là những cái đoạn văn thì thường nó sẽ khá là, mình nghĩ là đánh giá nó khá là dài so với những bạn bắt đầu học sơ cấp. Ở đây mình ghi là một đoạn văn ngắn. Thế nhưng mà với những bạn mà học sơ cấp thì có thể nó bắt đầu là một trình độ khá là phức tạp rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ để xem là thế nào là chia ra làm những câu văn ngắn và thế nào là một đoạn văn ngắn nhé. Đây là một dạng câu văn đơn. Các bạn nhìn thấy đây là dạng câu đơn đúng không nhỉ? Hai câu đơn rất đơn giản, rất là ngắn thôi đúng không? Thí sinh sẽ phải đọc và nắm được ý trọng tâm xem câu văn này đang đề cập đến điều gì. Đang đề cập đến điều gì? Và chọn đáp án đúng. Và chọn đáp án đúng. Ở đây, như ví dụ mình có hình ảnh ở đây. 바람이 붑니다. 시원합니다. Câu này là gió thì thổi và thời tiết rất là mát. Nói như thế thì cái hai câu văn này đang nói về điều gì? Đang nói về thời tiết đúng không nhỉ? Đang nói về gió thổi này, mát mẻ này, đang nói về thời tiết đúng không ạ? Vậy thì ý chính của câu văn này là nói về thời tiết và chúng ta sẽ phải chọn đáp án là thời tiết ở đây. Để làm được dạng câu này thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải có được từ vựng. Bởi vì những câu đơn này thì những cái cấu trúc của nó sẽ không phải là những cấu trúc quá là phức tạp. Chủ yếu nếu như các bạn nắm được từ vựng thì các bạn sẽ dễ dàng có thể chọn được đáp án đúng mà thôi. Đây là dạng gì nhỉ? Đây là dạng nắm ý trọng tâm. Còn với dạng điền từ vào ô trống, đây cũng là một dạng điền từ vào ô trống. Với hai câu đơn vô cùng đơn giản và rất là ngắn đúng không? Ô trống ở đây chúng ta sẽ phải điền làm sao cho hoàn thiện câu văn này một cách hợp lý. Vậy thì làm thế nào để có thể điền được đúng vào ô trống này? Chúng ta sẽ phải đọc những cái dữ liệu mà người ta cho. Như ở đây chúng ta có 에갑니다 là đi đến một cái gì đó đúng không ạ? 편지는 보냅니다, gửi thư. Vậy thì chúng ta phải đi đến đâu để gửi thư? Đó là điều mà chúng ta cần phải tìm. Chúng ta sẽ phải khoanh vào uche cúc, tức là đi đến bưu điện để gửi thư đúng không nhỉ? Phải hoàn thành câu một cách logic và hợp lý nhất. Như các bạn thấy đấy, phải hoàn thành một cách logic và hợp lý nhất. Thì đây là dạng điền từ vào ô trống như thế này. Nhưng mà nó là dạng câu gì nhỉ? Câu đơn đúng không? Nên nó rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần nắm được từ mới này. Chủ yếu là từ mới mà thôi. Bởi vì là những câu đơn như này thì thường cấu trúc của nó thực sự không hề phức tạp một tí nào cả. Nếu như các bạn nắm được từ vựng rồi thì mình tin chắc chắn rằng là những cái dạng câu đơn như thế này, những câu đầu tiên của đề thi sẽ rất là dễ dàng trong việc giải quyết. Và các bạn sẽ rất dễ dàng ăn điểm của những câu này.
không cần phải quá là phức tạp hóa với những câu như này đâu, chỉ cần nắm được từ mới mà thôi. Thế nhưng ngoài cái dạng đơn giản này ra thì chúng ta có một cái trình độ khó hơn một chút, hoặc là mình có thể đánh giá là khó hơn khá là nhiều. Đó là dạng mà chúng ta sẽ phải đọc hiểu cả một đoạn văn như thế này. Mình có một ví dụ một đoạn văn như thế này ở đây. Đây là một đề thi mẫu của chúng ta có. Đoạn văn yêu cầu chúng ta phải làm gì ạ? Vừa điền vào ô trống đúng không? Vừa là phải điền vào ô trống này, vừa phải nắm được ý trọng tâm để trả lời câu hỏi đúng không nhỉ? Như các bạn thấy là với dạng đề như thế này thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với hai câu đơn như hai ví dụ trước mà mình vừa đưa ra. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thứ nhất, chúng ta phải đọc hiểu được nội dung của toàn bộ bài văn này. Mà việc có thể hiểu được toàn bộ nội dung của đoạn văn này, chúng ta ngoài từ mới ra, chúng ta sẽ phải bắt đầu học và hiểu được những cấu trúc ngữ pháp dành cho trình độ sơ cấp. Ngoài ra thì đôi khi thôi nhá, mình không bảo là rất là nhiều, đôi khi sẽ xuất hiện một số những ngữ pháp ở trình độ trung cấp. Ở trình độ này thì nếu như những bạn mà chăm chỉ học tập này cũng như chăm chỉ tìm tòi thì cũng sẽ không phải là một cái thứ gì đó quá là khó, các bạn không thể nào làm được, không phải là như thế. Chỉ cần các bạn học từ mới này, học những cái cấu trúc ngữ pháp cơ bản trình độ sơ cấp này, sau đấy với những cái ngữ pháp mà các bạn bỗng nhiên gặp ở trong đây mà các bạn thấy lạ, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì khi mà tìm hiểu với những cái ngữ pháp mà các bạn đã học trước đó rồi, sẽ có những cái mối liên hệ nhất định và các bạn có thể dễ dàng nắm được là ngữ pháp này sẽ phải sử dụng như thế nào. Thì đây là dạng đề mà mình đánh giá là khó nhất trong kỳ thi topic sơ cấp 1 và 2. Với dạng đề này thì cái yêu cầu dành cho chúng ta cao hơn rất là nhiều. Không chỉ đơn giản là đọc những cái từ đơn này, không chỉ là những câu đơn nữa, mà đây sẽ có cả những câu ghép này, những cái ngữ pháp mà dùng nối với nhau, hoặc là những cái từ mà nối câu trước với câu sau, mệnh đề trước với mệnh đề sau. Thì những dạng này nó phức tạp hơn khá là nhiều, và để giải quyết nó thì chúng ta phải có những cái mẹo làm bài này. Ngoài ra là chúng ta sẽ phải nắm được từ vựng thật là nhiều, cũng như thật là nhiều những cái cấu trúc. Vậy thì bài này chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì các bạn nhớ theo dõi khóa học này để có thể biết được là những cái dạng đề mà xuất hiện trong đề thi sẽ gồm những cái dạng chi tiết ra làm sao, và chúng ta sẽ phải giải quyết nó một cách chi tiết là như thế nào, cũng như là cùng với mình học xem là từ mới và ngữ pháp của nó sẽ có những ngữ pháp gì trong trình độ sơ cấp 1 và 2 nhé. Ở trong đề thi topic sơ cấp 1 và 2 thì chỉ có hai dạng đề này là hai dạng đề chính. Ngoài ra sẽ có một số những cái dạng đề khác. Ví dụ như là sắp xếp câu làm sao cho hợp lý chẳng hạn, hay là nó có cho những 4 ô trống liền mà chúng ta sẽ phải điền vào một trong 4 ô trống đấy để phù hợp vị trí chẳng hạn. Đấy là những cái dạng biến thể của hai dạng chính này. Chủ yếu nó là dạng biến thể của hai dạng chính này, và hai dạng này vẫn luôn luôn được đánh giá là hai dạng chính. Nếu như các bạn có thể làm tốt được hai dạng chính này thì mình tin chắc chắn một điều rằng là điểm thi của các bạn sẽ rất rất là cao đấy ạ. Việc giới thiệu đề thi topic sơ cấp 1 và 2 sẽ giúp các bạn hiểu khái quát cơ bản về kỳ thi mà chúng mình sắp sửa tham gia, và khóa học này sẽ đem đến cho các bạn điều gì. Mình tin chắc rằng là với những bạn mà bắt đầu học tiếng Hàn thì khi mà đọc đề sẽ cảm thấy rất là khó đúng không? Thế nhưng nếu như các bạn chăm chỉ học khóa học này cũng như là sử dụng app của Arirang thật là nhiều, chăm chỉ luyện tập này, chăm chỉ rèn luyện, thì việc đạt điểm số cao là điều không hề khó khăn. Mình sẽ hy vọng rằng có thể giúp các bạn đạt được điểm số như các bạn mong muốn, cũng như là giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn là về tiếng Hàn có điều gì thú vị nhé. Hy vọng sẽ tiếp tục được gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo, những bài giảng chi tiết hơn về những mẫu câu này, những dạng đề mẫu sẽ xuất hiện trong đề thi topic sơ cấp 1 và 2. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo. 감사합니다.